Tiên vương tái xuất Lạc Tú. Chương 406, cút. Dương Thiên Cương mang tâm tính không màng thiên hạ cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho tức giận. Vốn tưởng rằng người trẻ tuổi kia cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới cũng là hạng người cuồng vọng, tự đại. Dương Như Vũ thậm chí còn cho rằng Lạc Tú không biết điều. Phải biết rằng biết bao nhiêu người đã dùng nhiều cách khác nhau, thậm chí quỳ ngoài cửa suốt một tháng, đầu gối gần như hoại tử. Những người này đều là nhân vật lớn một phương, đều đến cầu xin vào môn hạ Dương Thiên Cương. Bây giờ một thằng ngốc như vậy lại có được may mắn này, nhưng lại vì tính ngạo mạn và tự đại của mình mà bỏ lỡ cơ hội trong mơ này. Dường như Vũ tin rằng nếu biết được thân phận thực sự của lão tổ, Lạc Tú nhất định sẽ hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay. Thôn Bạc lại bắt đầu một đợt nóng như thiêu như đốt, nhìn những bông tuyết bay lất phất trên đầu, một ông già đứng dưới gốc cây to, ngực để trần, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Thời tiết ma quái này thực sự khiến người ta không thể chịu nổi. Tình trạng này, đến tối mới đỡ hơn một chút. Bởi vì Lạc Tú đã rời thôn Bạc và đến thành phố Bạc. Nhà hàng Cẩm Tú Sơn Hà đã hoạt động trở lại bình thường, Lạc Tú thậm chí còn yêu cầu Điền Kỳ Kỳ trả thêm một tháng lương. Điều này làm cho nhân viên của nhà hàng có động lực hơn. Và lại giá cả cũng đã được hạ xuống rất nhiều. Vào thời điểm này, trong nhà hàng Cẩm Tú Sơn Hà đang sôi nổi, náo nhiệt, ngay cả ông chủ Lạc Tú cũng không cướp được phòng bao. Lạc Tú phải ngồi xuống sảnh lớn ở tầng dưới. Ngay khi Lạc Tú vừa ngồi xuống, Đường Hân đã đến. Anh mau rời khỏi thành phố Bạc đi. Tôi nghe nói Thôi Hạo đã thông báo với chú của anh ta là muốn gây phiền phức cho anh rồi. Đường Hân nói với vẻ mặt lo lắng. Tại sao Thôi Hạo phạm phải nhiều chuyện như vậy mà vẫn không có chuyện gì? Bởi vì anh ta có một người chú là phó cục trưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thôi Bằng Viễn, vấn đề trị an to to nhỏ nhỏ của thành phố Bạc gần như là do một tay ông ta kiểm soát, bởi vì chính cục một lòng muốn trèo lên trên nên gần như vét sạch tâm tư đi nịnh bợ người ta. Và một số quản lý an ninh công cộng ở thành phố Bạc đương nhiên được giao cho Thôi Bằng Viễn. Có thể nói, Thôi Bằng Viễn này gần như là nhân vật một tay che trời đối với thành phố Bạc. Khi Lạc Tú đến thành phố Bạc, không người thân thích, không quyền không thế, nếu rơi vào tay Thôi Bằng Viễn thì thật sự chỉ có đường chết. Nhưng Lạc Tú không quan tâm chút nào sau khi nghe những lời này. Một phó cục trưởng nho nhỏ, Lạc Tú tự nhiên sẽ không để vào mắt. Chỉ là bên này Đường Hân vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có mấy người mặc sắc phục cảnh sát đi tới. Một người đàn ông trung niên trong đó, đeo kính gọng vàng, trong tay cầm còng tay, đầu tóc kiểu địa Trung Hải, lộ ra nụ cười lạnh bước về phía Lạc Tú. Ngay phía sau, một già một trẻ đi tới, Dương Thiên Cương cùng Dương Như Vũ cũng tới ăn cơm. Thôi Bằng Viễn lập tức đi thẳng đến chỗ Lạc Tú, hiển nhiên đã hỏi rõ ràng trước rồi. Nhìn thấy Thôi Bằng Viễn đang đến, tiếng thảo luận của mọi người ăn cơm bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn, tất cả đều chuyển sự chú ý sang Lạc Tú. Rõ ràng, ác danh của Thôi Bằng Viễn, mọi người đều nghe thấy từ sớm. Chỉ có Dương Thiên Cương dẫn Dương Như Vũ coi như không có việc gì, trực tiếp ngồi vào bàn bên cạnh Lạc Tú. Bọn họ cũng biết Thôi Bằng Viễn. Thậm chí Thôi Bằng Viễn cũng biết ông cụ Dương Thiên Cương có lai lịch rất lớn, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng nhất định không phải người ông ta có thể trêu chọc. Còn Dương Như Vũ thì nhìn Lạc Tú với vẻ mặt khinh thường, tỏ rõ là muốn xem trò cười của Lạc Tú. Cậu là Lạc Tú, Thôi Bằng Viễn lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Lạc Tú thở ơ nói, không thèm ngẩng đầu lên. Đường Hân biến sắc, xong rồi, không ngờ Thôi Bằng Viễn lại tìm đến cửa nhanh như vậy. Dù sao thì Thôi Bằng Viễn được biết đến là ông trùm ở thành phố Bạc. Có bao nhiêu nhà hào phú và thậm chí cả những người có năng lực ở thành phố Bạc đều phải kính nể ông ta ba phần. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên có chút ngông cuồng. Thôi Bằng Viễn tự nhiên ngồi đối diện với Lạc Tú, ném còng tay lên bàn, mấy người đứng sau lưng Thôi Bằng Viễn cười nhạo. Nhưng ngông cuồng một chút cũng không sao, tôi sẽ cẩn thận dạy cậu làm người như thế nào. Đến thành phố Bạc, tôi dám bảo đảm cậu không ra ngoài được. Ít nhất cậu không thể sống sót đi ra ngoài. Thôi Bằng Viễn đe dọa. Lạc Tú vẫn chưa nói chuyện, nhưng Dương Như Vũ ở bên cạnh lại nở nụ cười, sau đó nhìn Lạc Tú và nói. Nếu bây giờ anh xin lỗi tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện này. Anh biết không, lời nói của Phó Cục Thôi không phải chỉ để hù dọa anh thôi đâu. Dương Như Vũ vừa mở miệng, Thôi Bằng Viễn nhất thời cảm thấy có chút chột dạ. Nếu Dương Như Vũ thực sự can thiệp, ông ta thật sự không dám động đến Lạc Tú. Dương Như Vũ nhìn về phía Lạc Tú,
chờ đợi câu trả lời của Lạc Tú. Rốt cuộc thì chuyện này cũng đã quá rõ ràng rồi, người ta đại diện cho cái gì, cô ta không tin là Lạc Tú không biết. Nếu Lạc Tú biết thì chỉ có thể cầu xin cô ta thôi. Nhưng Lạc Tú chỉ cười và lắc đầu. Lạc mỗ tôi cả đời này cũng không bao giờ cầu cứu ai. Lạc Tú cầm tách trà trong tay uống một ngụm trà, không thèm nhìn Dương Như Vũ một cái. Những lời này khiến lồng ngực Dương Như Vũ phập phồng, cảnh tượng nhất thời thay đổi, nhưng không ai dám xem cảnh này. Dương Như Vũ tức giận nhìn Lạc Tú, không ngờ rằng Lạc Tú dám lấy bác bỏ thể diện của cô ta trước mặt công chúng. Được, anh đừng hối hận. Dương Như Vũ đặt mạnh cái chén xuống bàn. Cô ta muốn xem Lạc Tú làm thế nào để có thể vượt qua cửa ải ngày hôm nay. Ngay khi Thôi Bằng Viễn nhìn thấy chuyện biến thành như vậy, ông ta tức thì vui như nở hoa. Ông ta thực sự lo lắng Lạc Tú sẽ cầu xin Dương Như Vũ, nhưng hiển nhiên là bây giờ anh cũng đã đắc tội Dương Như Vũ rồi. Đi theo tôi, Thôi Bằng Viễn chỉ vào chiếc còng tay trên bàn. Ha ha, tôi trái lại muốn hỏi một chút, tôi đã phạm vào chuyện gì? Lạc Tú chống cằm, hứng thú nhìn Thôi Bằng Viễn. Phạm vào chuyện gì, Thôi Bằng Viễn như bị chọc cười. Cậu đã đắc tội tôi, nếu tôi muốn giết cậu thì vậy cũng đủ rồi. Thôi Bằng Viễn trừng mắt nhìn Lạc Tú rồi nói. Bây giờ cậu không đi cùng tôi cũng không sao, tôi thực sự không có lý do gì bắt cậu, nhưng nếu ở địa bàn của tôi đương nhiên có thể buộc cho cậu một tội danh. Thôi Bằng Viễn vô cùng tự tin mà lên tiếng. Một người đến từ bên ngoài, ông ta vẫn có thể dễ dàng xử lý. Nếu không ông ta cũng sẽ không bị gọi là ông trùm ở thành phố Bạc. Nói xong chưa? Nói xong rồi, thì có thể. Cút, Lạc Tú đột nhiên trầm giọng nói. Cậu nói cái gì? Thôi Bằng Viễn nhìn Lạc Tú với vẻ không thể tin. Ở thành phố Bạc mà có người dám bảo ông ta cút. Điếc à? Tôi, bảo, ông, cút. Lạc Tú lại gằn từng tiếng. Ha ha, được, rất kiêu ngạo. Ở trong này mà cậu dám bảo tôi cút. Thôi Bằng Viễn lúc này thực sự bị chọc tức đến bật cười. Cậu nghĩ cậu là ai chứ, dám bảo phó cục Thôi của chúng tôi cút. Một người phía sau lạnh lùng nói. Dương Như Vũ cũng có chút kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Rốt cuộc là ai đang gây phiền phức cho ai? Đường Hân cũng giống như vậy, Lạc Tú kiêu ngạo như vậy sao? Tôi muốn xem, hôm nay cậu có tư cách gì bảo tôi cút khỏi đây? Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi cút? Thôi Bằng Viễn nhìn Lạc Tú với vẻ trào phúng. Chương 407, lại có tai ương đẫm máu. Ha ha, dựa vào đâu? Lạc Tú cười lạnh một tiếng. Chúng tôi đến đây ăn tối, anh có tư cách gì để bảo chúng tôi cút? Phía sau lại có một người buông lời chào phúng. Cậu cho nhà hàng này là nhà cậu mở à? Thôi Bằng Viễn cũng châm chọc. Đám người Đường Hân lắc đầu thất vọng với Lạc Tú, câu nói kia của Lạc Tú có lẽ là lời nói cay nghiệt trong lúc bị chọc giận mà thôi. Nhưng những lời nói tàn nhẫn như vậy có tác dụng gì với một người từng trải như Thôi Bằng Viễn? Ngại quá, anh Lạc thật sự có tư cách bảo các người cút. Đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng châm chọc. Còn nữa, ông nói đúng, nhà hàng này thực sự là do anh Lạc mở. Điền Kỳ Kỳ bước ra khỏi bếp sau cùng một nhóm người. Những lời này vừa dứt, không nói đến Thôi Bằng Viễn, ngay cả Dương Như Vũ và Đường Hân cũng ngây người. Cô nói gì? Thôi Bằng Viễn vẫn biết Điền Kỳ Kỳ, biết cô ấy là con gái của ông chủ. Nhà hàng này đã được anh Lạc mua vào tối hôm qua. Điền Kỳ Kỳ ngạo nghễ nói. Mua rồi. Đường Hân chấn động nhất. Vốn đầu tư vào nhà hàng này không hề nhỏ, ít nhất đến hàng chục triệu. Vậy mà Lạc Tú đã mua lại rồi. Chẳng lẽ Lạc Tú là một cậu ấm nhà hào phú? Dường như Vũ cũng choáng váng, dù sao bỏ ra mấy chục triệu để mua một nhà hàng. Mà tuổi của Lạc Tú nói sao cũng không thể giàu có như vậy, thế thì chỉ có thể là cậu ấm nhà hào phú thôi. Ngay cả Dương Thiên Cương cũng sửng sốt một chút, lão còn tưởng rằng Lạc Tú chỉ là một thanh niên bình thường, không nghĩ tới vậy mà lại là cậu ấm nhà hào phú. Bây giờ, cút khỏi đây, chỗ chúng tôi không chào đón ông. Điền Kỳ Kỳ dường như bị chạm vào vảy ngược, giống như một con hổ cái tức giận. Ông chủ người ta đương nhiên có quyền đuổi bạn đi. Thôi Bằng Viễn trong phút chốc cảm thấy thật mất mặt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Được, tốt lắm, cậu chờ đó. Thôi Bằng Viễn không tiếp tục dây dưa. Thay vào đó, ông ta muốn đi về rồi tính toán lại, nhân tiện sẽ điều tra bối cảnh của Lạc Tú một chút. Suy cho cùng, vừa ra tay là mấy chục triệu, chắc chắn là con nhà giàu. Cho nên nếu muốn động đến anh, phương pháp bình thường nhất định sẽ không có tác dụng. Cút thong thả, không tiễn. Lạc Tú cười lạnh một tiếng. Khiến đám người Thôi Bằng Viễn tức giận đến mức nghiến răng ken két.
hãy nhớ, những người như vậy sau này không được cho vào. Lạc Tú ra lệnh. Còn Thôi Bằng Viễn thì quay đầu lại và căm phẫn chừng mắt nhìn Lạc Tú. Về rồi ông ta sẽ đi gọi người, quan tâm cậu là cậu ấm nhà giàu gì chứ, sau lưng ông ta cũng có người, đến lúc đó xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Trái lại, Đường Hân tức khắc nhìn Lạc Tú với cặp mắt khác xưa. Lạc Tú vậy mà lại là cậu ấm nhà giàu. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi. Đường Hân vốn là loại người sống khá thực tế. Cô ta lập tức ngồi bên cạnh Lạc Tú, thái độ thờ ơ phía trước nhất thời trở nên vô cùng nhiệt tình. Thậm chí còn như cố ý như vô tình nhắc nhở Lạc Tú, tối nay có thuận tiện không? Nói cho cùng, nếu Lạc Tú là một cậu ấm nhà giàu, thì ôm đùi Lạc Tú chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với việc cô ta làm ngôi sao hạng 2. Vì vậy Đường Hân hạ quyết tâm nhất định phải thu phục được Lạc Tú. Dù sao với sắc đẹp của cô ta, muốn thu phục được Lạc Tú không phải là chuyện dễ dàng sao? Lạc Tú lại rất thờ ơ, mà Dương Như Vũ ban đầu định xem trò cười của Lạc Tú, kết quả bị Lạc Tú giải quyết một cách nhẹ nhàng bâng quơ chỉ bằng mấy câu như thế, nhất thời cô ta cũng chẳng còn khẩu vị gì nữa. Khi chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, hoặc nói cách khác là một cơn gió tà. Sau đó, một lão ăn mày xuất hiện trước cửa, lão ăn mày lấm lem khắp người, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lão ăn mày còn dựng một lá cờ làm bằng vải vụn. Trên lá cờ chỉ có hai chữ, đoán mệnh. Dương Như Vũ đang định nói chuyện thì Dương Thiên Cương đột nhiên kéo Dương Như Vũ ngồi xuống, ra hiệu cho Dương Như Vũ đừng lên tiếng. Điền Kỳ Kỳ cau mày, nhưng không nói thêm gì. Cô ấy định bố thí cho lão ăn mày vài thứ, nhưng lão ăn mày đã bước vào trước. Hơn nữa, lão ta lại lảo đảo đi về phía Lạc Tú, trong mắt Lạc Tú lóe lên một tia giễu cợt khó nhận thấy. Điền Kỳ Kỳ ở một bên định nói, nhưng cũng bị Lạc Tú giữ lại. Lão ăn mày đi đến cách Lạc Tú ba bước, chia ra một cái bát bị vỡ. Lạc Tú cầm nồi canh to trên bàn đổ thẳng vào chiếc bát bị vỡ của lão ăn mày. Cái bát vỡ của lão ăn mày chỉ nhỏ cỡ nắm tay, theo lý thì khi đổ một nồi canh lớn sẽ tràn ra ngoài, nhưng khi Lạc Tú đổ vào, nước canh không hề bị trào ra ngoài. Cảnh này hơi ảo diệu và đáng sợ. Rốt cuộc cái bát trong tay lão ăn mày sợ rằng phải đến 7-8 bát mới đầy được nồi canh đó. Và lúc này, lão ăn mày nở một nụ cười hắc ám, thậm chí có chút đáng sợ. Người trẻ tuổi thật bác ái. Vậy tôi sẽ ngoại lệ bói cho cậu một quẻ. Lão ăn mày nở một nụ cười âm trầm. Dương Thiên Cương ở bên cau mày, lão ăn mày này là một người tu pháp, tên nhóc này sao có thể trêu chọc cả một người như vậy. Theo phong tục địa phương, những người tu pháp ở miền Bắc được gọi là xuất mã tiên, hay còn gọi là bàn can tử kế thừa hương khói. Ông lão này hiển nhiên là một vị xuất mã tiên. Lão ăn mày nhìn về phía Lạc Tú, đồng tử nháy mắt co rút lại, hóa thành con người màu vàng, rồi nói. Tối nay cậu sẽ gặp phải một tai ương đẫm máu. Vừa dứt lời, toàn bộ nhà hàng lập tức yên lặng. Những người như xuất mã tiên, rất nhiều người ở phía Bắc đều mang lòng kính sợ, nếu họ nói ra điều này, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dường như Vũ nhìn Lạc Tú với vẻ hả hê, nếu xuất mã tiên nói như vậy, cho dù đó có phải là sự thật hay không, nó cũng nhất định sẽ trở thành sự thật. Bởi vì như thế rõ ràng là muốn xuống tay với Lạc Tú rồi. Ha ha, vậy sao? Lạc Tú cười tủm tỉm nhìn lão ăn mày. Lão ăn mày này rõ ràng là đến vì anh, Lạc Tú đã nhận thấy điều này từ khi lão ăn mày vừa xuất hiện ở cửa vừa rồi. Dương Thiên Cương do dự một hồi, nhưng vẫn không nhắc nhở Lạc Tú. Với thực lực võ thánh của ông ta, tự nhiên có thể thấy rằng vừa rồi ông lão này đã hạ chú trên người Lạc Tú. Và Lạc Tú vẫn không hề hay biết. Hay là tôi cũng bói một quẻ cho ông nhé? Lạc Tú đột nhiên lạnh lùng nói. Ông lão kia hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát, những người khác cũng sửng sốt. Hiện tại ông sẽ gặp phải tai ương đẫm máu. Lạc Tú chưa kịp nói hết lời, chiếc bát sứ đựng canh trong tay đã đập thẳng vào đầu ông lão. Ầm ầm một tiếng, chiếc bát sứ vỡ tan tành, máu của ông lão chảy dài trên đỉnh đầu. Mọi người đều ngây người. Bản thân ông lão cũng vậy, hiển nhiên không ngờ Lạc Tú vậy mà lại động thủ. Nhưng ông lão chỉ hơi sững sờ một lát, sau đó mặc kệ vết máu trên đầu, xoay người rời đi với nụ cười âm trầm, máu chảy dài cả một đường, đặc biệt đáng sợ. Dương Thiên Cương liếc nhìn Lạc Tú. Sau đó lão lắc đầu và đứng dậy rời đi. Nếu không muốn chết, đêm nay tốt hơn không nên trở về. Dương Thiên Cương bỏ lại câu này trước khi rời đi. Xuất mã tiên cũng dám đánh, đúng là chán sống. Chương 408, nhà họ Điền ra tay.
Đám người Đường Hân và Điền Kỳ Kỳ kinh ngạc xem cảnh này. Nhiều người trong nhà hàng nhìn Lạc Tú, ném tiền rồi bỏ đi trong tích tắc, gần như là chạy đi. Bởi vì Lạc Tú rõ ràng đã gặp phải đại sự rồi. Lão ăn mày dùng bát vỡ đựng canh đã cho thấy rằng lão ăn mày chính là một vị xuất mã tiên. Nếu xuất mã tiên nói thằng nhóc này có tai ương đẫm máu thì thằng nhóc này nhất định sẽ có, hơn nữa vừa rồi anh này còn dám đánh xuất mã tiên. Trêu phải tai họa lớn rồi. Ai dám ở với thằng nhóc này nữa? Lạc Tú không quá quan tâm, trái lại anh muốn xem, đêm nay ai dám gây phiền phức cho anh. Lạc Tú cũng rời đi, toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại Điền Kỳ Kỳ và Đường Hân. Đường Hân định ở lại và hỏi thăm về Lạc Tú. Chỉ là chân trước Lạc Tú vừa rời đi, chân sau mười mấy người mặc đồ đen lại bước vào. Sau đó, đèn trong toàn bộ nhà hàng tối đi, sau đó bật sáng ngay lập tức, nhưng đèn huỳnh quang trắng ban đầu chuyển thành đèn mờ xanh lục. Rồi một bà lão lưng còng khom lưng bước vào. Theo bước chân bà lão, những đám cỏ xanh lại mọc trên phiến đá trên mặt đất. Bà cụ ăn mặc rất cổ quái và trông khá lớn tuổi. Và lại điều đáng sợ nhất là con ngươi của bà cụ chính là con ngươi của loài rắn. Chỉ thấy bà lão chống gậy đầu rồng và một tay chắp sau lưng, sau đó đi về phía Điền Kỳ Kỳ. Ha ha, không tệ, bé ngoan, quả nhiên là huyết thống nhà họ Điền ta, mạnh hơn nhiều so với người cha yếu đuối kia của con. Bà lão cười lộ ra răng nanh ở khóe miệng. Điền Kỳ Kỳ muốn hét lên, nhưng làm sao cũng không thể phát ra âm thanh. Đường Hân ở bên cạnh hoàn toàn hoảng sợ. Bên ngoài cửa sổ xe cộ đông đúc, thậm chí còn có người nói chuyện, nhưng bên trong này lại vô cùng quái dị. Hơn nữa, người đi đường chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cảnh tượng kinh hãi bên trong, nhưng điều kỳ lạ là không ai nhìn vào bên trong. Điền Kỳ Kỳ nhìn dưới chân mình, nơi có bóng của cô ấy và Đường Hân, còn có bóng của một con rắn. Một bóng rắn khổng lồ, đó là bóng của bà lão trước mặt. Đừng sợ, cô bé. Nếu không con cũng chỉ có thể đi cho rắn bà ăn như người cha đã khuất của con. Bà lão mỉm cười nhìn Điền Kỳ Kỳ, sau đó duỗi ra ngón tay hoa lan thật dài chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Điền Kỳ Kỳ, như thể đang vuốt má Điền Kỳ Kỳ. Đi theo ta sẽ đưa con trở về nhà họ Điền, dạy cho con bản lĩnh của nhà họ Điền chúng ta. Đừng như người cha đã chết của con mà kết án nhà họ Điền ta vì một người phụ nữ. Bà lão cười lạnh, nước mắt Điền Kỳ Kỳ chảy dài trên má. Cuối cùng cô ấy cũng có thể cử động, định mở miệng cự tuyệt. Bà lão cười lạnh một tiếng. Nếu con không đồng ý, ta sẽ để khiến thằng nhóc vừa rồi chết ngay bây giờ. Ngược lại, nếu như con đồng ý, đi theo bà nội học hành, về sau còn có thể bảo vệ người trong lòng của con. Như thế nào? Nghĩ đi, nụ cười ảm đạm của bà lão đặc biệt đáng sợ. Điền Kỳ Kỳ cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, nhưng phải thêm một thời gian rồi mới rời đi. Vì cô ấy muốn ở lại với Lạc Tú thêm một thời gian nữa. Cứ tưởng bà lão sẽ không đồng ý nhưng không ngờ bà lão lại đồng ý. Bà lão ngồi trên ghế chậm rãi nói, Điền Kỳ Kỳ cuối cùng cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, bố cô là người của nhà họ Điền ở phía Bắc, vốn là người được yêu thích trong gia đình, nhưng khi ra ngoài du lịch đã gặp mẹ của Điền Kỳ Kỳ. Hai người tâm đầu ý hợp, nhưng bị nhà họ Điền phản đối. Vì vậy, cha của Điền Kỳ Kỳ đã chạy ra ngoài với mẹ của Điền Kỳ Kỳ và ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Điền. Nhưng làm sao nhà họ Điền có thể chịu để yên? Cuối cùng họ vẫn tìm đến cửa và bắt mẹ của Điền Kỳ Kỳ đi. Bố của Điền Kỳ Kỳ đã che giấu sự việc và chỉ nói với Điền Kỳ Kỳ rằng mẹ cô ấy đã bỏ trốn với nhà giàu. Cuối cùng, bố của Điền Kỳ Kỳ bị đuổi về nhà họ Điền, lần này ông đi cũng không thể quay lại. Nhà họ Điền đã tôn thờ lão xà nhiều thế hệ. Cha của Điền Kỳ Kỳ và Điền Kỳ Kỳ đều là linh đồng. Còn linh đồng là gì? Bà lão không nói, mà bà lão chính là bà nội của Điền Kỳ Kỳ. Điền Kỳ Kỳ không muốn gây rắc rối cho Lạc Tú. Thậm chí cô ấy là một cô gái thông minh. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của bà nội này, cô ấy cảm thấy rằng nếu cô ấy học được điều gì đó từ bà nội, ngày sau nói không chừng cô ấy có thể bảo vệ Lạc Tú. Nhưng suy cho cùng, Điền Kỳ Kỳ vẫn là một cô gái nhỏ. Cô ấy ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cô ấy đã hứa với bà lão này, đối phương sẽ không làm gì Lạc Tú. Nhưng trên thực tế, lão ăn mày vừa rồi đã đến chỗ Lạc Tú và chờ đợi. Và cái gọi là linh đồng chính là thức ăn được dùng để nuôi sống rắn bà. Nhà họ Điền đã cung phụng rắn bà nhiều thế hệ, nhận được rất nhiều lợi ích từ rắn bà, điều này đương nhiên cần phải trả giá. Và lần này rắn bà có yêu cầu những nguyên liệu nấu ăn cao cấp như linh đồng, phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện.
không thể có một chút cảm xúc phản đối nào, nếu không thịt sẽ bị chua. Đó là lý do tại sao bà lão mới để Điền Kỳ Kỳ ở lại, không trực tiếp đưa Điền Kỳ Kỳ đi. Mà Đường Hân cũng được giữ lại. Giờ khắc này, Đường Hân không sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ. Nếu có thể gia nhập nhà họ Điền, thì những thứ thế tục đó có là gì? Cô ta có cần thiết phải nịnh bợ Lạc Tú nữa không? Một cậu ấm nhà hào phú mà thôi, so sánh với nhà họ Điền, với thế giới của người tu pháp thì có là gì? Bà cụ Điền thậm chí còn hứa sẽ dạy Đường Hân một số bản lĩnh của xuất mã tiên, nhưng Đường Hân phải ở bên cạnh Điền Kỳ Kỳ và chăm sóc Điền Kỳ Kỳ trong thời gian này. Đường Hân tất nhiên gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể bước vào thế giới của người tu pháp này, muốn cô ta làm gì cũng được. Dù sao trở thành một người tu pháp, sau này cô ta còn cần nhìn sắc mặt của ai nữa. Một khắc trước, cô ta vẫn còn đang cảm thán về lai lịch của Lạc Tú, với khí phách khi hào phóng chi chục triệu tệ của Lạc Tú, thậm chí còn lên kế hoạch để giành được Lạc Tú. Nhưng bây giờ, cô ta lập tức có đủ tư cách và núi dựa để coi thường Lạc Tú. Lạc Tú là cái gì? Nhà hào phú là cái gì? Với sự hậu thuẫn của nhà họ Điền, Lạc Tú chỉ có thể nhìn sắc mặt của cô ta. Bà cụ lặng lẽ bỏ đi, hẹn sẽ dạy họ bản lĩnh của xuất mã tiên ở vùng ngoại ô thành phố Bạc vào lúc 12 giờ đêm. Hai, đúng là hai đứa nhỏ ngốc, nhớ chuẩn bị thuốc để chúng mau lớn. Rắn bà thích nhất là loại nguyên liệu nấu ăn có chút tu vi. Bà lão dặn dò sau khi đi ra ngoài. Rõ ràng, dù là Điền Kỳ Kỳ hay Đường Hân, họ đều là nguyên liệu nấu ăn trong miệng của rắn bà. Ở một diễn biến khác, Lạc Tú đã trở lại thôn Bạc. Sau đó anh ngồi xếp bằng dưới gốc cây to trong sân, nhưng chỉ một lúc sau, có thứ gì đó đã đến. Khóe miệng Lạc Tú xẹt qua một tia giễu cợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lạc Tú mở cửa ra thì nhìn thấy đó là một hình người bằng giấy với khuôn mặt tái nhợt, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng rợn người. Chỉ thấy người giấy đó mở miệng nói. Anh gì ơi, tôi đói bụng, trông anh thật ngon miệng. Ở nhà bên cạnh, Dương Thiên Cương đương nhiên cảm nhận được tiếng gõ cửa bên cạnh. Lắc đầu, nếu hôm nay tên nhóc đó đồng ý làm đệ tử của lão, hiện tại nhất định lão sẽ cứu người. Nhưng bây giờ, để anh chết trong sự hối hận đi. Chương 409, Nhân Danh Tiên. Dương Thiên Cương dứt khoát quyết định không quan tâm đến chuyện của nhà kế bên. Còn Lạc Tú thì rất thích thú nhìn người giấy kia. Người giấy không có biểu cảm, khuôn mặt tươi cười là được vẽ ra. Hơn nữa vào lúc này, trong sân của Lạc Tú, không biết từ bao giờ, lão ăn mày đã xuất hiện. Lão ăn mày cầm lá cờ trên tay với nụ cười âm trầm trên khuôn mặt. Gan dạ sáng suốt, không tệ. Nhìn thấy người giấy của tôi mà cũng không hề sợ hãi. Đáng tiếc Diêm Vương muốn cậu chết ở canh ba, há có thể giữ cậu đến canh năm. Lão ăn mày liên tục cười quái dị, cả người tràn ngập khí tức âm u lạnh lẽo đứng ở góc sân, nhìn chằm chằm Lạc Tú lạnh lùng như một con rắn. Trong mắt lão ta, Lạc Tú đã là miếng thịt trên thớt, có thể tùy ý để lão ta muốn cắt như thế nào thì cắt như thế ấy. Dù sao thì lão ta là một xuất mã tiên. Đối phó với một người trẻ tuổi bình thường còn không phải dễ như trở bàn tay ư. Tự tin như vậy à? Lạc Tú hỏi ngược lại. Ha ha, tuổi trẻ đúng là tốt, vì không biết nên có thể không sợ hãi. Lão ăn mày chế nhạo. Đã chết đến nơi rồi, vậy mà vẫn không biết. Lão ăn mày đột nhiên ngạo nghễ lên tiếng. Xuất mã tiên cũng là người mà thứ người phàm nhỏ nhoi như cậu có thể đắc tội sao? Là địch của tiên, đây là tử tội, là đại nghịch bất đạo. Lão ăn mày chỉ vào Lạc Tú và nói, với thái độ đó và như thể lão ta thực sự là tiên. Nhưng Lạc Tú không quan tâm đến tư thái và khí thế của lão ta. Bây giờ tôi nhân danh tiên, phán cậu tội chết. Lão ăn mày vung tay lên, người giấy kia lập tức đi tới chỗ Lạc Tú, trên mặt nở nụ cười âm u lạnh lẽo, trông vô cùng khủng bố. Nhân danh tiên, Lạc Tú buồn cười. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tú sa sầm nét mặt. Đừng nói ông chỉ là con kiến. Cho dù có tiên chân chính đến cũng không dám nói những lời này trước mặt Lạc Mỗ. Lạc Tú mắng. Anh là ai? Chí tôn vô song. Có là tiên thật nào cũng phải cúi đầu khi nhìn thấy Lạc Tú. Làm sao dám phán anh tội chết? Người giấy đã đánh tới rồi. Người giấy này rất kỳ lạ, không thể làm tổn thương đến đồ thật, nhưng có thể làm tổn thương linh hồn của người. Trong sân có từng trận gió tà thổi qua, như thể quỷ môn quan đã bị mở ra. Ngay cả ánh trăng trên đầu cũng không thể nhận ra nữa. Cả sân đầy bóng ma chồng chất, trông rất đáng sợ. Mà người giấy kia đi một hồi liền biến thành hai người,
rồi bốn, cuối cùng là trong sân đầy những người giấy. Thủ đoạn này là tuyệt học tất sát của lão ăn mày, cho dù tông sư bình thường nhìn thấy cũng quỳ. Huống chi một người trẻ tuổi bình thường. Hơn nữa sau khi người giấy này giết anh, nó sẽ hấp thụ linh hồn của anh và trở thành một người giấy mới. Chính là, những người giấy trong sân đều là những người đã bị lão ăn mày giết chết trước đó. Nhưng vào lúc những người giấy sắp tấn công Lạc Tú khẽ thở ra một hơi trước những người giấy này. Hơi thở này chứa đựng ly hỏa chi tinh, trong phút chốc, những người giấy kia không kịp kêu thảm, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã biến thành cho bụi đen kịt. Người tu pháp, vẻ mặt của lão ăn mày biến đổi trầm trọng. Một hơi mà thôi, vậy mà đã đốt cháy hết tất cả những người giấy của lão ta chỉ trong nháy mắt. Đây chắc chắn là người tu pháp không thể nghi ngờ. Dù sao người trong nghề vừa ra tay là biết ngay. Nhưng lão ăn mày dù sao cũng có chuẩn bị mà đến. Nhìn thấy đã xảy ra biến cố, lão ta không hề hoảng sợ, thay vào đó, lão ta lấy ra một chiếc mặt nạ da người và đeo lên mặt mình. Chiếc mặt nạ da người này là lão ta tình cờ có được khi đi du lịch đến Tương Tây. Một khi đeo lên, nó có thể cho lão ta có được thân thể cường hãn như thi vương trong thời gian ngắn. Sau khi ông già đắp mặt nạ da người lên thì lao về phía Lạc Tú. Giờ phút này, sức lực lão ta lớn như núi, thân thể cứng như sắt. Người tu pháp bọn họ sợ nhất chính là gặp phải loại người có thực lực như núi, cả người cứng rắn ở cự ly gần như thế này. Xét cho cùng, cường độ thân thể của người tu pháp không cao bằng các võ giả. Cho dù cậu là người tu pháp thì sao? Lão ăn mày cười lạnh liên tục. Trước mặt loại thân thể này, cậu chỉ có thể bị bóp chết. Lão ăn mày vung tay lên, mang theo vẻ ngạo nghễ, định đánh nát Lạc Tú thành từng mảnh. Nếu là một người tu pháp bình thường, hôm nay nhất định sẽ gặp nạn. Nhưng không may, lão ăn mày gặp phải Lạc Tú. Trong nháy mắt cánh tay tràn đầy thi khí vung xuống, Lạc Tú ra tay. Một cái tát ném qua với tốc độ cực nhanh. Lão ăn mày thậm chí còn không phản ứng kịp đã bị đánh nổ tung ngay tức khắc. Quá yếu, Lạc Tú lắc đầu. Máu thịt văng tung tóe, bị thiêu đốt giữa không trung. Trong tích tắc, ngay cả cho cũng biến mất. Động tĩnh bên này đã bị Lạc Tú che giấu. Dương Thiên Cương và Dương Như Vũ ở bên cạnh đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này nghe ngóng hồi lâu cũng không phát hiện sân bên cạnh có động tĩnh gì, khóe miệng Dương Như Vũ xuất hiện một tia giễu cợt. Có vẻ như Lạc Tú đã bị giết. Đây là tận cùng của sự cuồng vọng tự đại. Nếu lúc trước chịu cúi đầu, bái lão tổ của cô ta làm sư phụ, thì sao rơi vào kết cục như vậy? Cho dù anh là con nhà giàu quyền thế nhưng cũng không thể trêu chọc xuất mã tiên nha. Thật tiếc khi tuổi thanh xuân tươi đẹp đã mất đi một cách vô ích. Dường như Vũ lắc đầu và chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi trời còn chưa sáng, một già một trẻ lại lên ngọn núi phía sau. Chỉ vừa mới đi lên, Dường như Vũ đã sửng sốt. Bởi vì bọn họ tưởng Lạc Tú đã chết, nhưng không ngờ Lạc Tú vẫn còn nguyên vẹn mà khoanh chân ngồi đó. Anh chưa chết à? Không chỉ có Dương Như Vũ kinh ngạc mà ngay cả Dương Thiên Cương cũng kinh ngạc. Ngạc nhiên lắm hả? Lạc Tú hỏi ngược lại. Dương Như Vũ còn đang muốn nói gì, Dương Thiên Cương đã ra hiệu cho Dương Như Vũ đừng nói gì cả. Dương Thiên Cương cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng sau khi dạy Dương Như Vũ một bộ quyền liền dẫn Dương Như Vũ rời đi. Lão tổ, anh ta, Dương Như Vũ rất kinh ngạc, Lạc Tú vậy mà lại không chết. Chắc là vị xuất mã tiên kia vẫn chưa động thủ. Dương Thiên Cương cẩn thận suy nghĩ, đây là kết quả duy nhất. Nếu không thì không thể có lý do nào khác. Dù gì thì đó cũng là xuất mã tiên, ngay cả lão cũng phải có một phần kiêng kỵ. Nếu đối phương thật sự ra tay, Lạc Tú không thể sống sót. Coi như anh ta may mắn, Dương Như Vũ tức giận nói. Sau khi đám người Dương Như Vũ rời đi, trời hừng sáng, điện thoại của Lạc Tú vang lên. Alo, xin chào, là cậu Lạc phải không? Một giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia. Kẻ hèn này là Triệu Lập Tân, tôi phụ trách tỉnh Bắc. Triệu Lập Tân mỉm cười. Triệu Lập Tân, lãnh đạo của tỉnh Bắc. Ông ta nghe nói từ Yên Kinh rằng Lạc Tú đã đến địa bàn của ông ta rồi. Mặc kệ nói như thế nào, nhưng là Lạc Tú là người đứng đầu Thiên Long bảng Hoa Hạ, lại là thiếu tướng. Thân phận và địa vị này đã chứng minh mọi thứ, nên sau khi biết tin, Triệu Lập Tân đã lập tức gọi điện cho Lạc Tú. Vốn dĩ ông ta dự định sẽ trực tiếp đến thành phố Bạc, nhưng lại có vài cuộc họp quan trọng nên không thể đến trong lúc này. Sau vài câu khách sáo, Triệu Lập Tân không có ý gì khác, chỉ hy vọng Lạc Tú sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở thành phố Bạc.
Đương nhiên nếu có thể trèo lên gốc cây đại thụ mang tên Lạc Tú này, Triệu Lập Tân đương nhiên cầu còn không được. Sau đó Triệu Lập Tân gọi điện cho Điền Dũng Trường, lãnh đạo thành phố Bạc, bảo Điền Dũng Trường hãy tìm cách lấy lòng Lạc Vô Cực. Nghe thấy Lạc Vô Cực đến rồi, Điền Dũng Trường giật mình. Nhưng khi Điền Dũng Trường muốn có số điện thoại của Lạc Tú, Triệu Lập Tân lại cố tình không cho. Ông ta chỉ nói với Điền Dũng Trường rằng Lạc Vô Cực đang ở thành phố Bạc. Điền Dũng Trường cau mày cúp điện thoại, đây là một vị Phật lớn, nếu như hầu hạ thật tốt, vậy tương lai nói không chừng sẽ thăng chức rất nhanh. Nhưng nếu hầu hạ không tốt thì sẽ rất phiền phức. Đúng lúc này, một người đàn ông ăn mặc như công tử bước vào, chú, cháu muốn đi thành phố Bạc. Một người bạn của cháu xảy ra chuyện ở đó. Chương 410, Điền Quan Vũ. Trước mặt Điền Dũng Trường là một người chàng thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ nhung lông chồn màu trắng sang trọng. Toàn thân đều để lộ ra một cỗ ngạo khí và phú quý bức người. Điền Quan Vũ, cũng chính là núi dựa thực sự trong miệng của Thôi Hạo, và là núi dựa của Phó Cục trưởng Thôi Bằng Viễn. Ở thành phố Bạc, thậm chí một thế hệ Bạc Châu, thậm chí ở toàn bộ tỉnh Bắc, Điền Quan Vũ cũng là cậu ấm tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ bởi vì anh ta có một người chú giỏi giang, mà còn bởi vì anh ta cũng là một thành viên của nhà họ Điền. Người nhà họ Điền cũng cần ăn uống, việc làm ăn đương nhiên phải có người lo liệu. Anh ta chính là con trai của người phụ trách kinh doanh trong nhà họ Điền. Với thực lực của nhà họ Điền, có thể nói là gia tộc giàu có số một tỉnh Bắc. Mà Điền Quan Vũ có bao nhiêu người chống lưng, vậy có thể tưởng tượng được trình độ kiêu ngạo của anh ta đến mức nào. Ngay cả người cầm quyền thứ hai của Bạc Châu cũng từng bị Điền Quan Vũ tát vào mặt ở nơi công cộng. Đối với một nơi nhỏ bé như thành phố Bạc, mỗi khi Điền Quan Vũ đi ngang qua, người cầm đầu cũng sẽ đích thân chào hỏi, sau đó thu xếp đồ ăn thức uống để đón gió tẩy trần cho Điền Quan Vũ. Không ngoa khi nói rằng Điền Quan Vũ là cậu ấm số một của tỉnh Bắc. Quan Vũ à, có chuyện, chú đi không tiện, đúng lúc cháu đến thành phố Bạc, hay là cháu giúp chú làm chuyện này trước? Điền Dũng Trường đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Bởi vì nghe nói Lạc Vô Cực tuổi không lớn, mà ông ta cũng đã gần 50 tuổi, nhất định không có gì để nói hay giao tiếp với thiếu niên. Nhưng nếu Triệu Lập Tân người ta đã ra lệnh thì ông ta cũng chỉ có thể làm theo, dù sao Điền Dũng Trường ông ta có thực lực đến đâu cũng không thể làm mất lòng lãnh đạo của tỉnh Bắc. Có chuyện gì vậy? Điền Quan Vũ đưa điếu xì gà cho Điền Dũng Trường. Một nhân vật lớn đã đến thành phố Bạc, Điền Dũng Trường thở dài. Nhân vật lớn, lớn cỡ nào? Điền Quan Vũ nghi hoặc hỏi. Đừng nói chú và cháu, ngay cả người phụ trách của tỉnh Bắc cũng phải xu nịnh. Cả tỉnh Bắc không ai có thể trêu chọc, ngay cả nhà họ Điền cũng không. Điền Dũng Trường nói hết lời. Nhà họ Điền cũng không thể trêu vào. Điền Quan Vũ cau mày, người này lớn như vậy sao? Cháu qua đó thì khiêm tốn một chút, nếu thấy thanh niên nào khả nghi thì phải đối xử tử tế với người ta, đừng vạch trần thân phận của người ta, giống như bèo nước gặp nhau, làm quen kết bạn. Nếu chúng ta có thể thu phục được nhân vật lớn này, vậy nói không chừng sau này nhà họ Điền có thể tiến thêm một bước. Điền Dũng Trường đương nhiên có kế hoạch của riêng mình. Nếu có thể thu phục được nhân vật lớn này, cho dù thay thế Triệu Lập Tân cũng không có vấn đề gì. Dù sao Triệu Lập Tân không chịu nói cho ông ta số điện thoại của đối phương, chẳng qua là đề phòng chuyện này. Nhưng Điền Dũng Trường ông ta không ngốc. Nếu ông ta đi, e là Triệu Lập Tân sẽ theo sau, nên để Điền Quan Vũ đến đó trước. Nhân vật lớn này khí độ bất phàm, nhất định sẽ nhận ra ngay. Suy nghĩ mơ mộng của Điền Dũng Trường quay cuồng. Được rồi, chú cứ giao cho cháu đi. Thật sự không được thì cháu sẽ tổ chức tiệc tối ở thành phố Bạc và mời tất cả thanh niên trong thành phố tham gia. Luôn có thể tìm được người cho chú, chắc chắn có thể làm tốt mọi chuyện. Điền Quan Vũ vỗ ngực cam đoan. Dù sao một số tên chó săn của anh ta nghe nói là đã gặp nạn ở thành phố Bạc, trong tay một cậu ấm nhà hào phú. Anh ta phải chút giận cho đám chó săn này, vừa vặn một công đôi việc. Đúng rồi, chú, nhân vật lớn mà chú nhắc tới chắc không phải là cậu ấm nhà giàu đó chứ? Điền Quan Vũ đột nhiên hỏi. Dù sao đừng để đến lúc đó lại hiểu lầm, ngộ nhỡ người ta chính là cậu ấm nhà hào phú đó thì đến lúc đó xảy ra chuyện xấu mất. Ha ha, nhân vật lớn kiểu này sao có thể là cậu ấm nhà giàu gì đó được? Cháu đó, cũng quá coi thường người ta, cậu ấm nhà giàu có thể so sánh với cậu ấy sao? Sách giày cũng không xứng. Điền Dũng Trường không biết tại sao Điền Quan Vũ lại hỏi như vậy. Tuy nhiên, ông ta vẫn mở miệng giải thích. Tốt, không phải là cậu ấm nhà giàu thì tốt. Điền Quan Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe những lời của Điền Dũng Trường.
Cho nên về phần cậu ấm nhà giàu kia, nếu dám khiến người của anh ta chịu thiệt, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Điền Quan Vũ gọi vài người, rồi lái xe thẳng đến thành phố Bạc trên chiếc Jet Lincoln Limousine của anh ta. Lần này, anh ta muốn cho người dân ở toàn thành phố Bạc biết đắc tội với Điền Quan Vũ anh ta sẽ có kết cục gì. Cũng sẽ khiến cho cậu ấm nhà giàu kia biết đắc tội với Điền Quan Vũ anh ta là điều sai lầm nhất mà đối phương đã làm trong đời. Bên kia, Lạc Tú đến nhà hàng Cẩm Tú Sơn Hà ở thành phố Bạc vào buổi tối. Những gì xảy ra ngày hôm qua dường như không có tác động quá lớn. Ở đây vẫn còn nhiều người đến ăn, hơn nữa Điền Kỳ Kỳ đã tung ra chương trình giảm giá 20%. Nhìn thấy Lạc Tú đi tới, Đường Hân không còn nhiệt tình của ngày hôm qua, ngay cả khi nhìn Lạc Tú, trong ánh mắt còn mang theo vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Rốt cuộc bây giờ cô ta đã trèo lên cây đại thụ nhà họ Điền, chỉ là một cậu ấm nhà giàu thì có là gì đâu chứ. Vả lại cô ta sắp trở thành người tu pháp rồi, sao có thể để người thường như Lạc Tú vào mắt. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh thần kỳ của bà nội nhà họ Điền vào đêm qua, cô ta cảm thấy đó là bước ngoặt của cuộc đời mình. Nếu cô ta cũng có năng lực như vậy thì những kẻ được gọi là cậu ấm nhà giàu e là đều phải nhìn sắc mặt của cô ta rồi. Kỳ Kỳ đâu? Lạc Tú hỏi Đường Hân. Nhưng Đường Hân trực tiếp quay đầu lại, thậm chí không muốn nói chuyện với Lạc Tú. Với thân phận hiện tại của cô ta, Lạc Tú còn xứng nói chuyện với cô ta ư? Lạc Tú không bận tâm, Đường Hân phớt lờ anh, Lạc Tú định hỏi lại người phục vụ. Kết quả là, Điền Kỳ Kỳ đã chạy ra khỏi bếp sau. Anh Lạc, Điền Kỳ Kỳ ngọt ngào gọi. Trong mắt mang theo một tia vui vẻ, xem ra bà nội không lừa mình, tối hôm qua không gây phiền phức cho anh Lạc. Nhìn thấy Lạc Tú bình an vô sự, Điền Kỳ Kỳ buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình. Em không cần cứ đi hỗ trợ mãi, ở tuổi này của em nên đi dạo phố nhiều chút, mua nhiều mỹ phẩm, đừng để khuôn mặt xinh xắn của mình như bà già vậy. Lạc Tú trêu chọc. Dù sao thì Điền Kỳ Kỳ cũng đang ở tuổi thanh xuân. Những cô gái ở độ tuổi này không thể cứ vào bếp sau để bị hun khói dầu được. Hơn nữa, Lạc Tú coi Điền Kỳ Kỳ như em gái nhà hàng xóm nên luôn mang theo tình yêu thương. Không sao đâu, anh Lạc. Điền Kỳ Kỳ nghe thấy lời này thì không khỏi lộ ra chút lo lắng. Vì chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ phải đi. Đúng rồi, anh Lạc, anh ngồi đi. Điền Kỳ Kỳ kéo Lạc Tú ngồi xuống, sau đó chạy vào phòng bếp sau, một lúc sau đẩy một chiếc xe đẩy ăn uống ra ngoài. Sau đó một đĩa thức ăn tinh tế được Điền Kỳ Kỳ mang đến bàn. Anh Lạc, những món này đều là em tự tay làm. Anh có muốn nếm thử không? Điền Kỳ Kỳ nói, khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngại ngùng. Chỉ là Lạc Tú vừa định động đũa. Một nhóm người đã tùy tiện xông vào, cậu Điền, là anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 410.